truy cập ngay robotsiêurẻ.com, số mua bán robot uy tín hàng đầu Việt Nam. Ê, mệt mỏi quá, mới sáng sớm đầu ngày ra đã phải đi mở hàng rồi, chả biết là có khách hay không đây. Vừa mới ngủ dậy đang buồn ỉa thì chớ chạy thẳng một mạch đến đây luôn, vì sợ muộn làm. Trời đất ơi, bây giờ cứ sắp lòi ra khỏi đít rồi đây này. Ôi giời ơi, ở đây có phòng vệ sinh không cho tôi đi ỉa cái. Có thể các bạn chưa biết tôi đang làm cái công việc gì thì nói thật là tôi cũng chả biết luôn. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm và hôm qua thì tôi có nộp một cái quả đơn xin việc lên thành phố. Thế là bọn họ giao cho cái cửa hàng đấy luôn, chả hiểu kiểu gì bán cả dâu ria đàn ông thế à. Úi giời, cửa hàng kỳ quặc thế này làm gì có ai tới mà mua. Úi giời, mấy cái loại thuốc gì đây? Thuốc này là thuốc lắc à, hay là thuốc sổ, hay là thuốc táo bón, hay thuốc tránh thai gì thế này? Ui, lọ gì mà trắng tinh như kiểu tinh trùng vậy trời. Úi giời, cửa hàng bệnh hoạn thế này thì thôi, tôi không làm nữa đâu, tôi đi làm công nhân hay là đi làm thợ xây còn hơn. Trời đất ơi, ôi có khách. Anh muốn mua gì anh ơi? Bọn em có thuốc lắc, thuốc sổ rất là nhiều luôn, anh thích cái nào anh chọn đi. Ơ kìa, xoay lại đập phá cửa hàng của em thế. Anh ông gì ơi, ông không mua cái gì thì ông đi ra cửa hàng hộ tôi nhanh cái nhá. Vơ và vơ vẩn tự nhiên vào đây đập phá thế à? Nhìn cũng biết kẻ yếu đuối như người là người mới tới thành phố này đúng không? Trước hết ta xin tự giới thiệu, biệt danh của ta là Liếm Phá Chết Người. Đây không phải là một thành phố bình thường, mà đây chính là một thành phố dành cho những siêu nhân có năng lực tiềm ẩn trong cơ thể. Và nếu ngươi không có thì ngươi sẽ bị giết ngay tại đây. Ta đang đi thu thập đệ tử khắp nơi đây, nếu ngươi muốn ngươi có thể theo ta. Còn nếu không, ta sẽ đập phá hết chỗ này và giết ngươi ngay tại chỗ, vì sức mạnh yếu đuối của ngươi chả có một cái gì cả. Quyết định đi. Nhưng mà em có sức mạnh tiềm ẩn gì đâu. Thôi thôi anh ơi, đừng có đập phá cửa hàng của em, sếp em phạt tiền chết. Thôi, được rồi. Thế luyện tập như thế nào, anh có thể cho em biết tại sao mà anh lại có cái sức mạnh liếm phát trên người đấy không? Nhưng mà sợ em không luyện tập được thôi. Trời đất ơi, thanh niên này khá là bí ẩn đây. Nhưng mà thôi, bán hàng làm gì, đi luyện tập cho nó sướng. Có gì luyện tập các thứ xong thì em về nhà trông cửa hàng nhá, chứ không có ai trông thì thôi trộm cắt nó đến đây. Ôi giời, ai đây? Anh dẫn em đi đâu thế này? Hello nhá, thanh niên nào đây anh ơi? Giới thiệu với người, thằng đang đứng gốc cây kia chính là đệ tử của ta và nó có tên là Luffy. Đấy, người có biết Luffy trong bộ phim Naruto không? Nói chung là người có bất cứ câu hỏi gì thì cứ ra gốc cây này và gặp thằng đệ tử của ta. Nó đứng đây hàng năm hàng giờ ấy mà. Thôi thôi anh ơi, tốt nhất là anh giúp em đi tìm sức mạnh đi. Rồi ôi, nhìn nó như kiểu sắp muốn đấm em rồi ý. Em kiểu này em không dám ra gặp nó đâu. Rồi, thế anh dẫn em đi luyện tập hay là nhận nhiệm vụ hay là gì đây? Ủa đây là ai? Đây chính là người sẽ giao cho người nhiệm vụ. Thì ra là vậy. Thế bây giờ em phải làm gì để thằng này nó ra nhiệm vụ cho em đây? Hãy đấm vào chim nó đi. Trời đất, thôi, em đấm vào tay nó là được rồi anh ơi. Chứ đấm vào chim nó không sinh để được thì dòng họ nó đi tìm em chết. Ui giời ơi, chả hiểu cái thanh niên này bị cái gì nữa. Nhưng mà không biết mình có thể được trở thành siêu anh hùng sau khi luyện tập như thế này không ta. Chắc chắn là mình sẽ nhận được sức mạnh rồi. Hè hè, ôi, đây là đâu hả anh? Bây giờ ta sẽ đánh thử mấy thằng này cho ngươi xem. Em tưởng anh bảo là đi luyện tập hay là gì mà. Ôi, tại sao lại đi đánh người ngoài đường như thế này? Trời ơi, họ có làm gì đâu anh ơi, dừng tay. Thôi thôi ông ơi, đừng có đánh nữa, trời ơi. Trời ơi, đấm con nhà người ta. Ui giời ơi, đấm con nhà người ta ra bã luôn thế kìa. Bây giờ tới lượt người, hãy ra đánh chúng đi. Thôi, em về đây, từ bé đến giờ em chưa đánh ai bao giờ cả đâu. Thôi nhá, em từ bỏ cái công việc này nhá. Ui, công nhận đánh nhau phê phết anh ạ. Em thế đã hoàn thành nhiệm vụ được chưa? Em đấm mấy thằng ở đằng kia rồi đấy. Hay là anh có cần em ra đấm thêm bọn nó tiếp không? Còn băng đảo nó không, em đấm hết đây này. Đang sùng máu quá rồi đây. Các cụ dạy rồi, cứ từ từ thì khoai sẽ nhừ. Bây giờ thì theo ta. Ồ, anh lại dẫn em đi đâu đây? Thế có cái băng đảo nào xung quanh đây để em đấm tiếp không hả anh? Wow, xung quanh đây rộng thế. Thành phố này mình chưa bao giờ đi tham quan bao giờ cả. Nếu cứ tiếp tục đánh nhau như vậy, người sẽ tốn rất nhiều năng lượng. Vậy nên bây giờ chúng ta sẽ tới với bài học luyện tập thể lực. Hãy chống đẩy và gập bụng 1 tỷ gái đi. Cái gì? 1 tỷ gái? Ôi, anh đùa em à? Thôi thôi anh ơi, em từ bé đến giờ em chỉ chống đẩy được 10 gái thôi. Thôi anh á. Two hours later. Anh ơi, em nghĩ là em không luyện tập nổi cái sức mạnh hay là năng lực này nữa đâu.
Từ nãy giờ anh toàn bắt em đi đấm nhau hay là chống đẩy gấp bụng làm cái gì em cũng chả biết luôn. Thôi em mệt lắm rồi, em nên quay lại cửa hàng của em để trông cửa hàng còn hơn anh ơi. Ủa, anh có nhầm đường không? Thấy đây là cửa hàng quần áo mà. Hả, tặng cho em á? Thật không, ông đừng có lừa tôi đi nhá. Ui, sướng thế, có người tặng quần áo cho mình luôn ạ. Anh cứ yên tâm là em sẽ vơ vét hết đống này mang về nhà. Đã thưởng là phải thưởng cho chót. Lát nữa anh em mình đi ăn lẩu đi Ba Sàn luôn nhỉ. Em chọn được bộ này rồi anh ơi, anh thanh toán tiền giúp em cái. Bộ này có vẻ đẹp đây. Mẹ, biết thế rồi dân thường lại đi mua quần áo. Nó thốt vào cái đồ này đắt quá. Anh nói anh thưởng em mà sao mặt anh đần thối ra vậy. Em có làm gì sai đâu. Bây giờ chúng ta đi ăn rồi đi luyện tập tiếp thôi anh nhỉ. Chắc chắn là sau sức mạnh này mình sẽ có một cái quả năng lượng mới cực đỉnh. Hy vọng là mình sẽ đạt được cái ngưỡng sức mạnh đấy sớm thôi. Ủa, mà đây là đâu thế này? Ôi ôi, sao anh dẫn em lên tít trên này làm gì anh ơi? Ôi ôi, em mắc bệnh sởi độ cao. Thôi anh ơi, em xuống đây. Sau đây là nhiệm vụ bất khả thi, đó chính là thức tỉnh Chingis. Người hãy nhảy xuống và cắm thẳng xuống đất đi. Ôi kìa, anh nhảy thật à? Ui dồi ôi, trời đất ơi, em không dám nhảy đâu. Em mắc bệnh sợ độ cao mà. Nhảy xuống đấy thì thôi em chết toi con người đây. Em không có một cái sức mạnh gì cả đâu anh ơi. Thôi em xuống đây. Nhưng mà xung quanh đây hình như là không có chỗ xuống hay sao ấy. Nhờ, thế bây giờ xuống kiểu gì? Thanh niên kia lừa tôi à? Cứu với. Liệu tôi có phải đang ở thiên đàng không? Em vẫn còn sống à? Tại sao nhảy như thế vẫn sống nhở? Chúc mừng người đã thức tỉnh được màng trinh đít trong người. Bây giờ để sử dụng sức mạnh của màng trinh đít này, việc của người đó chính là dặn ỉa thật mạnh ở đây, và sức mạnh đó sẽ được thức tỉnh. Trời đất, sức mạnh gì mà phải dặn ỉa mới được à? Thôi em muốn búng cái chết người cơ. Thôi dặn ỉa thì em không làm đâu. Người hãy làm giống ta là được. Hà ỉa đây. Wow, anh đã có cái nguồn năng lượng gì đấy xung quanh người kia. Ui, vậy em cũng phải thử mới được. Ai dặn ỉa đúng không? Được rồi, em sẽ dặn ỉa cũng mạnh nhất có thể. Em đã có sức mạnh rồi anh ơi. Nhưng mà cứ đem lòi ra khỏi đít thôi. Ui, sức mạnh này là sức mạnh gì đây hả anh? Em có thể bay được này. Ui, đúng là thức tỉnh màng trinh đít của em có khác. Bây giờ em đã có thể có sức mạnh tiềm ẩn này rồi sao? Tới thành phố này mình đã trở thành siêu anh hùng thật rồi. Đúng rồi, nhưng mà như thế chưa đủ đâu. Người có phải luyện tập thêm nữa. Lại thêm bài luyện tập nữa hả anh? Thôi, em mệt lắm rồi, chắc là để sáng mai đi. Chứ em biết bay như thế này là ok rồi. Trời đất ơi, đừng bảo là lại đi đấm nhau nhớ. Rồi ôi, lại phải đấm nhau với mấy thằng này luôn à? Việc của người đó chính là đấm nhau với mấy thằng này. Và sức mạnh tiếp theo của người sẽ lộ ra thôi. Nếu ở đây khi sở hữu được một sức mạnh gì đấy thì người có thể mở ra những sức mạnh khác một cách dễ dàng. Việc của ngươi đó chính là cân cù và bù siêng năng, và có công mài sắt thì có ngày nên kim. Giờ thì đi luyện tập đây. Được rồi, em sẽ cố gắng đi đấm nốt mấy thằng này nào. Mày làm sao? 2000 years later. Anh ơi, em đuối sức lắm rồi. Anh kiểm tra hộ em xem là năng lực của em tới ngưỡng nào rồi hả anh? Mới tập có tí mà đã đuối sức rồi sao? Nhưng mà thôi được rồi, ngươi đã mở khóa được sức mạnh tiếp theo, đó chính là nôn ra cức mèo. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ đó chính là cố nôn ra một cái gì đấy. Nếu mà không nôn được thì móc họng ra luôn đi. Và cái quả cức mèo đấy sẽ nổ tung trong một cái khoảng không gian nhất định. Mình nhớ là mình có ăn cức mèo bao giờ đâu nhỉ? Thử xem nào. Ôi, trời đất ơi, mình đã nôn ra được một quả năng lượng siêu khổng lồ. Trời đất, khỏe quá anh ơi. Wow, ui dồi ôi, lại thêm quả năng lượng gì đây? Hình như là mình vừa đánh sắm ra cái đấy hay sao ấy. Trời đất ơi, ước mơ trở thành siêu nhân của mình đã trở thành hiện thực rồi. Nhưng mà cái ước mơ này nó hơi kinh tởm một tí, trời đất. Nhưng mà như thế này là quá là ok rồi anh ơi. Bây giờ em có thể đi giải cứu thế giới được chưa? Ngươi nghĩ đánh bại kẻ xấu nó đơn giản như vậy sao? Được rồi, bây giờ theo ta sẽ chỉ cho ngươi một thứ. Wow, đây là đâu hả anh? Úi trời ơi, chỗ này nhìn trông cũng được đấy. Bây giờ anh có thể kể cho em về cái nơi này được không? Em cũng chưa rõ gì cả anh ơi. Thật sự thì thế giới này có rất nhiều kẻ phản diện và bọn nó rất là mạnh. Bọn nó sở hữu những nguồn năng lượng khác nhau ở trong cơ thể như người và ta vậy. Nhưng mà bây giờ em cần biết là mục đích anh thu thập đệ tử để đi đánh nhau đó chính là gì? Và tại sao anh lại giúp em?